quý vị, đây là bản tin dự báo thời tiết cùng với đài trình IBC TV. Trong ngày hôm nay, chúng ta bước sang ngày thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 27 tháng 5 năm Quý Mão. Bắt đầu, Minh Đăng xin kính đưa lời chào trân trọng nhất. Bắt đầu với như thường lệ sẽ là thời tiết tại khu vực Đi Đô Sài Gòn. Trong ngày thứ Sáu hôm nay, trời có nắng và mây đang xen vào ban ngày. Và đêm ngày hôm nay, đôi lúc trời xuất hiện một vài đám mây tại khu vực này. Thời tiết khá nóng với nhiệt độ tăng nhẹ lên đến 85 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 64 độ là nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay. Và bình minh sẽ ló dạng vào lúc 5 giờ 51 phút, hoàng hôn vào lúc 8 giờ 03 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình trong ngày hôm nay tại khu vực này ở khoảng 55% vào ban ngày, tăng nhẹ lên đến 74% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió thay đổi, di chuyển với cường độ 9 dặm một giờ từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày, chuyển sang thay đổi di chuyển từ hướng Nam cho buổi tối ngày hôm nay 7 dặm 1 giờ. Và chỉ số của tia tử ngoại vẫn giữ ở mức rất cao, đạt trên mức 10 trên 10. Điểm qua thời tiết trong những ngày cuối tuần này, nhiệt tương tự, trời có nắng và mây đang xen vào sáng ngày mai và tối ngày mai đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ không thay đổi nhiều cho ngày mai với nhiệt độ cao nhất 83 độ cho ban ngày, 65 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai với cường độ từ 8 tới 10 dặm 1 giờ từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày, hướng Nam vào ban đêm. Và mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 52 phút. Sau đây vẫn như thường lệ sẽ là thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài trình IBC TV. Chúng tôi kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.